Người tình sân khấu Mạnh Quỳnh bay sang California dự tang lễ ca sĩ Phi Nhung. Một cuộc tương phùng đau đến đẫm nước mắt. Giữ đúng lời hứa với người tri kỷ quá cố, ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh vừa có chia sẻ mới khiến cho nhiều người xót xa, bỏ qua những chuyện không vui tại Việt Nam. Những người thân cận và sao Việt đã chuẩn bị cho tang lễ long trọng của ca sĩ Phi Nhung vào ngày 12 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 13 tháng 10 tại Việt Nam. Hiện tại tro cốt của cố ca sĩ đang được đặt tại chùa để cầu siêu cho vong linh người quá cố ra đi thanh thản. Giữ đúng lời hứa vào sáng ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam, ca sĩ Mạnh Quỳnh, người tình sân khấu suốt 20 năm của ca sĩ Phi Nhung, thông báo đang trên đường đến California, Mỹ để tiễn biệt, dường như chưa thể chấp nhận nổi nỗi đau. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết, mục đích của chuyến đi là thăm người bạn thân chứ không phải viếng tang. Sau chuyến bay này, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, cặp đôi sân khấu huyền thoại sẽ gặp nhau nhưng ở cách biệt hai thế giới, khiến khán giả đau xót và xúc động. Trước khi đi, khi hay tin cho cốt của ca sĩ Phi Nhung đã về đến Mỹ an toàn, Mạnh Quỳnh nghẹn ngào viết như sau: Quỳnh và mọi người sẽ đến tiễn Nhung. Hãy mỉm cười và thanh thản nơi cõi tiên, vì Nhung đã sống trong những tháng ngày tuyệt đẹp trong vòng tay yêu thương của bao người nơi cõi hồng trần. Trong những ngày qua, Mạnh Quỳnh đã gây xúc động khi liên tục viết status dành riêng cho người tri kỷ quá cố. Phi Nhung Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý suốt 20 năm qua và trở thành huyền thoại trong lòng khán giả. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung là mất mát quá lớn trong lòng người ở lại. Như Mạnh Quỳnh nói như sau: xin lỗi Nhung, Quỳnh đã không còn nước mắt để khóc tiễn Nhung đi. Cho cốt ca sĩ Phi Nhung đang được đặt tại một ngôi chùa ở Mỹ, con gái và con rể, cháu ngoại luôn túc trực bên bàn thờ, gây xót xa, xúc động. Tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 10, tức rạng sáng ngày 13 tháng 10 tại Mỹ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.